Xin chào quý vị, tôi là Thái Trang và chúng ta lại gặp lại nhau vào điểm hẹn 10 giờ sáng quen thuộc trên trang fanpage của VTV6. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết và chúng ta vẫn nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Chính vì vậy ngày hôm nay Thái Trang sẽ cùng gặp gỡ với quý vị một người đã miệt mài trên con đường truyền cảm hứng tới những bạn trẻ với bộ môn viết thư pháp nghệ thuật calligraphy. Trang Cáo, tên thật là Nguyễn Minh Trang, cô gái trẻ sinh năm 1991 với niềm đam mê thư pháp hiện đại hay còn được biết tới với cái tên calligraphy. Trước khi đến với đam mê này, Trang Cáo đã từng có cơ hội học tập và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới với những vai trò khác nhau trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, chính cảm hứng tuyệt vời từ calligraphy đã đưa cô gái này trở về nước và sáng lập Zuka Workshop, thiên đường của những người yêu thư pháp hiện đại. Không chỉ mang lại những ứng dụng tuyệt vời, calligraphy còn là cơ hội giúp Trang quên đi mệt mỏi và bộn bề của nhịp sống hiện đại. Ngày hôm nay, mùng 3 Tết thầy, hãy trò chuyện cùng người thầy truyền đầy cảm hứng tới những bạn trẻ yêu thư pháp hiện đại. Và đến với Thái Trang ngày hôm nay đó chính là chị Nguyễn Minh Trang cùng với bạn Kim Anh. Chị và Kim Anh có thể gửi lời chào tới những khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chào các khán giả của VTV6. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì với chủ đề là mùng 3 Tết thầy, mùng 3 Tết thì chúng ta đang trong không khí rất là rộn ràng, hân hoan trong Tết Kỷ Hợi, đón Tết Kỷ Hợi. Không biết là công việc ở nhà và bản thân công việc tại Zuka thì có bận rộn không chị? Thực ra đây là cái dịp nghỉ Tết ý, dạ. Thì đây là mình có nhiều thời gian để ở bên gia đình nhiều hơn. Ngoài ra thì cũng là dịp đầu năm, thế nên cái việc mà cái công việc của mình thì liên quan đến viết chữ. Thế nên mình cái việc viết chữ đầu năm ý, nó cũng đem lại rất là nhiều các may mắn, cái điểm may mắn khác nhau. Thế nên là bên cạnh cái việc thư giãn với gia đình ngày Tết thì mình cũng có dành một chút thời gian cho công việc nữa. Tết này thì em cũng dành thời gian cho bạn bè và gia đình nhiều hơn. Nay chúng ta vẫn nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đây là những người mà tôi tự nhận thấy là những người truyền cảm hứng với bộ môn calligraphy, viết chữ nghệ thuật, thư pháp hiện đại. Có điều gì ở calligraphy khiến chị yêu đến thế ạ? Trước đây thì mình có thời gian sống và làm việc ở bên Nhật, tại công ty liên quan đến tài chính và tư vấn doanh nghiệp, lại không phải liên quan đến nghệ thuật. Xong rồi có một khoảng thời gian đấy là làm việc thì căng thẳng, thế nên công ty mới cho mình lên núi để ngồi thiền và viết. Thì có ở một cái ngôi chùa Kamakura bên đấy, thì mình mới có cái khoảng thời gian để làm viết thư đạo cổ truyền của Nhật. Thì được làm quen với bút lông rồi mực mài trên đá. Thì khi mà viết như thế thì mình cảm thấy rất là thư giãn và cảm thấy rất là thanh bình bên cạnh cái cuộc sống bộn bề rồi nhiều công việc bận rộn. Thế nên mình cảm thấy là rất là thích mỗi khi mà mình cầm bút lên để viết. Và sau này thì có cái khoảng thời gian về Việt Nam và nghỉ ngơi ấy. Đấy là một cái dịp nghỉ lễ, thế nên mình mới có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cái bộ môn viết nói chung ở trên thế giới. Thì mới phát hiện ra là có cái bộ môn calligraphy, viết chữ nó rất là phát triển và được những cái con người những cái đất nước khác ý, họ ứng dụng ở rất là nhiều các cái công việc khác nhau chứ không chỉ là viết với mục đích thư giãn. Thế nên là mình mới dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cái bộ môn này. Và thấy là ở Việt Nam thì cái bộ môn viết chữ calligraphy thì nó cũng chưa được phát triển. Nên mình muốn là đem cái bộ môn này giới thiệu và truyền cảm hứng tới nhiều người hơn nữa, các bạn trẻ hơn nữa ở trong cả nước. Hành trình đó của chị kéo dài được bao nhiêu năm rồi ạ? Tính cho tới bây giờ thì cũng đã được 3 năm rồi. Wow, 3 năm. Vậy thì từ 3 năm trước cho tới bây giờ, năm 2019, chúng ta nhìn lại hành trình 3 năm đó, chị cảm thấy mình đã có được điều gì với calligraphy và với có một cộng đồng viết chữ nghệ thuật? Mình nghĩ là đấy là một chặng đường thực ra cũng không phải dài. Nhưng mà cũng có những cái thành tựu đáng kể. Ví dụ như là mình cũng đã xây dựng được một cái cộng đồng lớn hơn trước đây về những cái người mà quan tâm đến bộ môn, những cái người mà muốn chăm chút hơn đối với con chữ, giới thiệu những cái ứng dụng của bộ môn tới nhiều các cái công việc khác nhau chứ không chỉ là để thư giãn mà có thể ứng dụng con chữ vào rất là nhiều các cái mục đích công việc. Thế còn với Kim Anh thì sao? Điều gì đã đưa bạn đến với calligraphy và có vẻ như đây sẽ là một trợ thủ rất là đắc lực cho chị Trang tại Zuka Workshop đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà một năm về trước thì em đã bắt đầu đi tìm những thứ em thích và rất là may mắn khi mà em tìm được calligraphy. Cali khiến em cảm thấy rất thoải mái. Trước tiên luôn luôn mọi người sẽ đến để thư giãn thoải mái đã đúng không ạ? Rất là may mắn khi mà em được làm việc ở Zuka, là một người instructor, người hướng dẫn ở đấy. Khi mà em còn là một học viên ở Zuka thì chị Trang là người truyền cảm hứng cho em. Và sau đó thì em cảm thấy cái việc mà truyền cảm hứng cho những người khác thì nó cảm thấy rất là thoải mái và vui. Và em biết là nhiều người cũng đang
tìm đến những cái thứ mà mình muốn và cảm thấy bản thân, khiến bản thân mình thư giãn, thoải mái. Và em bắt đầu làm việc như một người hướng dẫn để mong là có thể truyền được cảm hứng cho mọi người. Vậy thì điều gì làm nên đặc trưng của calligraphy ạ, thưa chị? Mình nghĩ thì đấy chính là sự chăm chút đến từng con chữ. Nếu như các bạn thấy các chữ viết tay thông thường ấy, nó sẽ phục vụ cho mục đích đấy, làm sao các bạn viết để đạt được là ghi chép lại cái nội dung mà mọi người cần một cách nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ cho công việc của các bạn. Nhưng mà khi đến với calligraphy ấy, thì nó sẽ là việc chăm chút hơn. Mà khi mà chăm chút hơn đến con chữ thì nó sẽ cần có sự thời gian và sự tập trung, cũng như là có cái sự rèn luyện, nó không thể nhanh được. Đấy, thì khi mà bởi vì nếu mà mọi người yêu cái đẹp thì đối với con chữ cũng thế thôi. Nếu mà mọi người sở hữu một con chữ đẹp hay là tạo ra những cái chữ đẹp thì nó cũng sẽ đem lại một cái yếu tố thẩm mỹ tốt hơn cho cái công việc của mọi người. Và ngoài cái phục vụ cho cái mục đích của bản thân mình, ví dụ như là mình rất là yêu cái đẹp, thế nên mình muốn là chữ của mình cũng đẹp. Thế nên là khi mà tập trung để tạo chữ và tạo ra cái con chữ đẹp thì mình cảm thấy rất là vui. Rồi có những cái thương hiệu hay những nhãn hàng hay những cái người mà người ta làm về kinh doanh và người ta cũng muốn hình ảnh thương hiệu của họ đẹp, thì tất cả những cái gì liên quan đến hình ảnh thương hiệu thì cũng sẽ có chữ, thì họ cũng cần là có những cái con chữ đẹp, bộ phông đẹp, thì điều đấy rất là quan trọng. Thì đấy là cái mà mình cảm thấy thích từ cái bộ môn này, và nó cho mình cái, nó là một trong những cái công cụ khiến cho cái cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn và đẹp và có gu hơn nữa, đúng không chị? Em nghĩ là ví dụ như là những con chữ mình viết ra, mỗi người sẽ có một nét chữ riêng. Vậy thì với calligraphy có như vậy hay không? Hay là mình bắt buộc phải tuân theo những cái quy tắc nhất định? Thông, em nghĩ là trong calligraphy thì có nhiều bộ phông chữ. Nó cũng phải tuân theo những cái bộ, cái nguyên tắc riêng của nó. Nhưng mà ngoài ra thì vẫn có những cái bộ mình có thể tự do mình sáng tác. Và theo đối với em thì em thích những cái bộ phông mà do thị trang tự tạo nên và do em tự tạo nên, vì nó cảm thấy nó rất là phóng khoáng và tự do. Nó có liên kết với bản thân mình một chút. Đúng như Kim Anh đã nói thì nó sẽ có nhiều các cái dòng chữ khác nhau hoặc là những cái hướng đi khác nhau. Ví dụ như đối với những cái bộ phông cổ điển ấy thì cũng đã có những cái niêm luật sẵn rồi, thì mọi người sẽ để mà viết được chuẩn xác những cái bộ phông đấy thì nó cũng phải tuân theo những cái niêm luật đấy. Và sau cái quá trình luyện tập thì mọi người sẽ có thể là viết nó một cách đúng cách hơn theo những cái yêu cầu của bộ phông. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái hướng đi đấy là phát triển phông riêng và tạo ra những cái bộ phông tự do, hoặc là tập những cái bộ phông tự do có sẵn, thì cái đấy nó sẽ có sự phóng khoáng và tự nhiên hơn. Thì mỗi người thì sẽ chọn cho mình một cái dòng khác nhau. Thì mình ngoài cái việc là thích những cái bộ phông cổ điển là theo cái niêm luật khắt khe của nó, thì mình cũng thích là tạo những cái phông riêng tự do và có phần sáng tạo và vui tươi hơn. Thế Kim Anh có nhớ là mình đã tự sáng tạo ra bao nhiêu bộ phông chữ không? Và được ứng dụng rất là nhiều nữa. Thường thì em sẽ viết theo bộ phông của chị Trang, bởi vì là em chỉ mới đến Cali hơn một năm thôi. Nhưng mà nếu mà thời gian lâu hơn thì em nghĩ là con đường nó sẽ rất là dài và sẽ còn những bộ phông nữa. Trời ơi, đây đúng là một người truyền cảm hứng thực sự là mạnh mẽ tới Kim Anh. Và em tin là còn rất là nhiều học viên ở Zuka Workshop và những người đã đang bước ra và làm nghề nữa. Chị Trang đã nói rất nhiều về việc ứng dụng bộ môn thư pháp nghệ thuật hiện đại này ấy, thì thường sẽ được ứng dụng vào những đồ vật hay là những vật dụng gì trong cuộc sống thường ngày hả chị? Vì như mọi người thấy thì con chữ thì nó rất là quen thuộc và gắn liền, mọi người đi đâu cũng thấy chữ rồi. Thì ngoài việc viết thiệp này, mọi người có thể viết lên rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau. Tức là nó có cái sự khác biệt giữa cái việc in thiệp, tức là in chữ rồi chữ đánh máy, khác với việc mà mọi người viết chữ ở trên mặt giấy, cầm bút và viết, bởi vì nó sẽ tạo ra cái cảm giác khác nhau. Rồi ngoài ra thì rất là nhiều các cái nhãn hàng ấy, người ta cũng sẽ đặt bên mình để thực hiện các cái viết lên các cái tấm thiệp để gửi khách hàng cho họ. Rồi có những cái khách hàng mà người ta muốn gửi những cái quà tặng cho người thân, bạn bè, nhưng mà viết những cái câu chúc của họ trên nhiều các cái sản phẩm quà tặng khác nhau. Ví dụ là ngoài thiệp bề mặt giấy ra thì còn có thể là viết trên các cái áo này hoặc là cốc này. Ôi, thậm chí là áo hả chị? Đúng rồi. Thì nếu mà mọi người có một sự am hiểu về bút và viết rồi chất mực lên các cái bề mặt khác nhau thì mọi người có thể ứng dụng nó lên rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh, đó là những ứng dụng đến từ chữ calligraphy. Và khi mà xem những ứng dụng vừa rồi thì tôi tin chắc chắn là những bạn trẻ sẽ rất là thích. Chính vì vậy ngay bây giờ
cùng với Thái Trang thì chị Minh Trang và bạn Kim Anh sẽ hướng dẫn những khán giả và đặc biệt là Thái Trang nữa để viết ra được những tấm thiệp hoặc là những lá thư tay đậm chất cổ điển với calligraphy. Chị có sẵn lòng không ạ? Ok, mình rất sẵn sàng rồi. Sẵn sàng bằng việc là ở đây chúng tôi đã có những dụng cụ cần thiết nhất để viết chữ calligraphy. Chị có thể chia sẻ về từng yếu tố một trong calligraphy không ạ? Từ giấy, bút cho tới mực. Em nhìn thấy rất là lạ, ví dụ như những cái bút này hay là mực này. Đối với cái bộ môn này ấy, thì cũng có nhiều các cái dụng cụ khác nhau. Nhưng cái dụng cụ mà mình rất là ấn tượng và sử dụng chính thì nó là cái cán bút nghiêng này. Nó có tên tiếng Anh là oblique pen. Thì nó sẽ phục vụ cho cái việc viết chữ xiên mà mọi người sẽ không cần phải cố gắng gắng gượng tay như việc sử dụng với bút cán thẳng. Thì cái ngoài cái việc là cái đầu cán, đầu ngòi của nó đặt xiên ấy, xiên ra thì mọi người sẽ thấy là cái ngòi của nó cũng rất là hay nhá. Bởi vì như cái đầu bút thông thường ấy, bút máy thông thường thì nó sẽ có hàn một cái đầu tròn ở trên ngòi bút và nó sẽ tạo ra một cái nét, đấy là một cái mức độ mà dày của nét nó như nhau. Nhưng đối với cái ngòi này nhá, nó sẽ được tách ra thành hai lá khác nhau. Thì nó sẽ phục vụ cho việc viết nét thanh và nét đậm. Thì đối với nét thanh thì thường là những nét đi lên khi mà mọi người không nhấn bút. Những cái nét đi xuống thì nó sẽ, khi mọi người nhấn bút thì cái đầu ngòi nó sẽ tách ra và mực đi ở giữa nó sẽ nhiều hơn, thì nó sẽ tạo ra cái nét đậm hơn. Và mọi người sẽ cần có một cái quá trình luyện tập để làm sao mà kiểm soát được cái bút này thành thạo nhất để có thể viết ra được những cái con chữ. Ôi khó quá trời, em cầm thôi là em đã cảm thấy là nó cứ sai sai thế nào ấy. Những cái bạn học viên tại workshop của Zuka ấy, ban đầu thì cũng cảm thấy là nó khó khăn và nhìn nó hơi lạ ấy. Nhưng mà khi được hướng dẫn và tập viết thì mọi người ai cũng có thể thực hiện được. Thế nên là mình nghĩ là nó cũng không phải quá khó đối với mọi người. Thế mình bắt đầu luôn chị nhá. Ở đây em đã thấy là có giấy nè. Thế còn mực thì có cần lưu ý gì không ạ? Có, nếu như các bạn muốn viết thì sẽ lựa chọn mực như thế nào? Thông có dùng được mực mic hay là thiên long? Mọi long người thực ra là mọi người vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà có rất là nhiều các cái hãng mực khác nhau ấy, nó chất lượng hơn để mọi người sử dụng. Đặc biệt là những cái mực đến từ Nhật, ví dụ như Sumi hoặc Iroshiyuku. Đấy, thì có rất là nhiều các cái dòng mực khác nhau để mọi người có thể thử. Thì khi mà cái ngòi mọi người mới dùng ấy, thì khi mà chấm mực vào thì nó sẽ dễ là không bám lên đầu ngòi, nó hơi lỏng một chút. Thì mọi người có thể là đốt qua cái đầu ngòi để sao mực nó bám vào tốt hơn. Giấy thì với những cái giấy thông thường mà luyện tập ít, nếu mà mỏng quá thì mực sẽ bị thấm hoặc là cái đầu ngòi nó dễ cào lên mặt giấy và bị dính rắt giấy ở đầu ngòi ấy. Thì mọi người có thể luyện tập thì có thể dùng giấy chất lượng thấp hơn, nhưng mà đối với việc là viết thiệp chẳng hạn thì mọi người có thể sử dụng các cái chất liệu giấy dày hơn, dày dặn hơn một chút. Rất là dày, đúng rồi. Khi mà viết lên thì nó sẽ rất là xinh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ, chị Trang sẽ dạy em nhé, cùng những khán giả mà nếu như mà thích thì có thể là luyện tập cùng với Thái Trang ngay bây giờ để học từ những cái kỹ thuật cơ bản đầu tiên. Kim Anh mất bao nhiêu lâu để có thể thành thạo với cây bút này và bắt đầu viết được những bộ chữ đầu tiên của calligraphy? Tức là khi mà học ở workshop thì em đã biết cách cầm bút và sử dụng bước tới rồi, nhưng mà về nhà thì vẫn cần luyện tập thêm để tay có thể trơn tru hơn. Thế thì một học viên mất khoảng bao lâu thì sẽ có thể viết được một cái bài mẫu đúng chất, đúng chữ calligraphy? Thực ra là nếu mà mọi người viết thì vẫn có thể viết được. Nhưng mà không đẹp thôi đúng không? Đúng rồi. Nó chỉ chưa đẹp thôi. Tức là sau một cái quá trình luyện tập dài hơn thì họ sẽ có thể là tăng thêm cái khả năng viết, tức là viết nét sẽ không bị run này, đưa bút và nhớ được những cái đường đi của nó tốt hơn. Bởi vì có rất là nhiều các cái nét nó loằng ngoằng hoặc là theo một cái niêm luật nhất định thì mọi người phải nhớ về cái việc đấy thì nó sẽ mất thời gian hơn. Còn đối với người bắt đầu ở trong cái workshop, tức là cái lớp cho người mới bắt đầu ấy, thì mọi người đều học được cách sử dụng dụng cụ này hoặc là đưa những cái nét cơ bản nhất của một bộ phông. Còn để mà viết được những cái đoạn dài hơn ấy hoặc là tạo chữ thì nó sẽ còn mất thêm thời gian nữa. Ôi nghe thấy là đã thấy hơi gian nan rồi, nhưng mà thôi đã thử rồi thì mình thử luôn. Nếu như bây giờ em là học viên ngày đầu tiên bắt đầu học chữ thì chị sẽ hướng dẫn em viết như thế nào ạ? Thì mình nghĩ là cũng hơi dài đấy, bởi vì mỗi một cái workshop nó sẽ diễn ra trong vòng 4 tiếng ấy, mà bây giờ chỉ có 5 phút thôi. Chắc là mình sẽ đảo qua một số cái bước ấy để mọi người có thể thử. Ở đây thì sẽ có cả cái tờ giấy kẻ nhá. Có sẵn đường xiên ấy để mọi người có thể luyện tập theo đúng cái góc xiên của từng bộ phông. Khi mọi người tập luyện ở trên cái giấy như thế này thì mọi người sẽ có thói quen di chuyển bút và viết chữ nó tốt hơn. Đấy là đến khi mà mọi người không cần đường xiên nữa hoặc là không cần đường kẻ nữa và viết ở trên mặt giấy bình thường thì mọi người có thể là có thói quen tốt rồi, mọi người có thể viết được tốt hơn.
Đấy. Thì mình quen cái đa tay rồi đúng không chị? Đúng ở rồi. Đây các bạn có thể thấy là những khác hẳn với vở Oli bình thường, nó phải xiên đến tầm gần 45 độ luôn ấy. Em thấy chịu hơi nghiêng quá. Nó sẽ khó. Hay thường dao động từ 50 cho đến 55 độ. Vâng. Tùy các bộ phong khác nhau. Thì khi mà bạn cầm bút nhá, thì có thể là đặt này, sao cho cái vỏ bút này nó sẽ song song với đường xiên này. Dạ. Đấy, có thể xoay giấy nhá, sao cho bút song song với đường xiên này. Vâng. Thì bạn sẽ thấy là đối với những cái nét đi lên thì nó sẽ là thường là nét thanh chẳng hạn. Đấy. Để chấm bút để cho nó ra mực một chút. Đi lên nó sẽ là nét thanh nhá. Đi xuống thì nó sẽ là nét đậm này. Mọi người sẽ có thể thử này. Khi mà đi xuống thì bạn hạ cái đầu ngòi so với mặt giấy thấp xuống, sau đấy nhấn mạnh ngòi hơn một chút thì nó sẽ tạo ra nét đậm hơn. Nhưng mà cái đầu ngòi này rất là dễ bị chia tách đôi ra ấy. Thực ra cái mục đích nó tách ra như vậy là để mực đi ở giữa sẽ nhiều hơn thì nó sẽ tạo ra là cái nét đậm hơn. À, hóa ra là đấy. Thì nó đấy là cái cơ đúng rồi, cơ chế hoạt động của nó về thanh và đậm là như vậy. Và đậm thì sẽ có đậm nhiều các cái mức độ đậm khác nhau. Đậm vừa này, đậm hơn và đậm hơn nữa này. Thì rồi. Từ cái việc mà từ cái việc thay đổi các cái góc của cái đầu ngói ấy, thì nó cũng sẽ thay đổi các cái mức độ đậm khác nhau. Em chỉ cần viết đến đây là em thấy khá là tự tin rồi đây này. Bình thường chữ của em là có đây không nhỉ? Chữ của em cũng tự nhận là khá được chị ạ. Thế tí chắc là vẫn thử rồi đấy. Bởi vì nếu mà ai có chữ đẹp sẵn ban đầu thì chắc là sẽ có năng khiếu hơn với nhiều bạn. Đấy, chị thấy cũng được mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử viết chữ chúc mừng năm mới cho các khán giả nhé. Bây giờ Thái Trang sẽ thử và sẽ phải bắt chước chị Trang đã. Em có thể nhớ về cái việc đấy là nét, những cái nét đi lên ấy nó sẽ là nét thanh. Và nét đi xuống thì nó sẽ là nét đậm. Thì mình sẽ tập luyện như vậy nhiều thì mình sẽ có thói quen tốt hơn. Mỗi một viên chữ thì mình sẽ chấm mực mấy lần hay là... Em có thể chấm một lần thôi, khi nào mà hết mực thì em lại chấm tiếp. Đấy. Bây giờ Thái Trang sẽ viết nhá. Em sẽ viết theo đúng bộ chữ chuẩn học từ lớp 1 nhé chị nhá. Em có muốn chị viết vào trong giấy luôn không nhỉ? Mình sẽ cứ quay vào cái này trước chị ạ. 25 phút rồi nhá. Hình như là nét thay. Viết đi. Chúc. Em nghĩ để bạn ấy viết xong, em sẽ viết ở trong cái khác này luôn. Em cứ viết đi. Anh quay ạ? Anh quay luôn sang bên đấy ạ. Ôi trời, của em hình như các nét đều đậm chị ạ. Đối với những nét thanh thì em đi nhẹ bút thôi nhá. Vâng. Chắc là tôi tiếp nào. Ôi em cứ nghĩ là nó sẽ mau hết mực nhưng mà viết mãi cũng chưa hết. Mực ở đầu ngòi. Ở đây quý vị có thể thấy là chị Trang đang viết chữ Kali ở trên một tấm thiệp. Nhìn rất là đẹp. Mừng. Có câu chuyện hay có một cái cảm xúc nào của học viên sau khi mà học xong chữ calligraphy mà chị nhớ nhất không? Câu chuyện chắc là cũng nhiều lắm. Ví dụ như là có rất là nhiều bạn khi mà mới nhìn cái cây bút ấy thì hỏi mình đấy là cái bút này bơm mực ở đâu? Đấy, nhưng mà thực ra sau đấy mình phải giải thích đấy là cái bút này thì nó sẽ là bút chấm mực ở bên ngoài, sẽ không phải là bút bơm mực. Thì có những cái bạn mà đã biết rồi ấy, thì các bạn ý sẽ cảm thấy rất là buồn cười khi mà bạn học viên mới viết sai mất rồi. Và đặc biệt là với chữ này đúng không ạ, thì là viết sai là chắc là mình phải viết lại luôn hay đi viết lại luôn. Sao viết chữ nằm chắc vừa nói xong rồi vừa viết nên là bị ra như vậy. Chữ năm nhưng mà nhìn vẫn dùng chữ năm mới. Chúc mừng năm mới 2019. Zuka cũng đang xây dựng cái khóa học online ấy, cho mọi người, để những cái bạn ở tỉnh xa, vì có rất là nhiều các cái bạn ở các tỉnh thành khác nhau, họ cũng quan tâm đến bộ môn viết nhưng mà không có cơ hội để tham gia được cái workshop trực tiếp tại Zuka thì cũng có thể là tham gia cái khóa học online. Rất là hay. Thế còn liệu trong tương lai em có mong chờ được những bộ phông chữ này sẽ được ứng dụng ở trên máy tính hay là ở trên điện thoại để có thể gõ một cái là ra luôn phông chữ của calligraphy không? Mình hy vọng là nó sẽ có sớm. Bởi vì bên mình thực ra là phát triển chữ cũng có thể sử dụng ở trên máy ấy, nhưng mà phát triển từ cái chữ viết tay và tạo chữ calligraphy ở ngoài thì mình tạo ra là rất là nhiều các bộ phông khác nhau, những cái bộ script, những cái bộ phông chữ khác nhau, rồi sau đấy thì mình có số hóa lại ở trên máy và sử dụng để làm sao để thuận tiện cho mọi người sử dụng những cái
cái gì nhỉ, bản có cần chữ ấy, ở trên máy tính. Rất là tuyệt vời. Và cuối cùng ngày hôm nay, trong ngày mùng 3 Tết này với chủ đề là Tết Thầy, thì chắc chắn chúng tôi cùng với chị Minh Trang, cùng với Kim Anh rất là muốn dành một lời chúc tới những thầy cô giáo bằng một tấm thiệp được viết bởi chính chữ calligraphy này. Sẽ một lời chúc gì đấy ạ? Thế là vì hôm nay là ngày tri ân, cả ngày Tết tri ân cho các thầy cô nữa, thì cho mình sẽ viết một cái câu gì đấy nó ý nghĩa một chút. Tri ân người khai sáng đi. Tri ân người khai sáng, rất là tuyệt vời. Bây giờ xin mời chị Minh Trang sẽ cùng dành một tấm thiệp này đặc biệt dành cho những thầy cô giáo. Vâng, rất là tuyệt vời, tri ân người khai sáng dành cho những thầy cô giáo trong ngày mùng 3 Tết này. Và đây cũng chính là món quà của chị Minh Trang cùng với bạn Kim Anh đến từ Zuka Workshop dành cho những khán giả chia sẻ thật là nhiều những câu chuyện và để lại thật nhiều những bình luận ý nghĩa trong livestream ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 30 phút vừa qua. Và cảm ơn chị Minh Trang cùng với bạn Kim Anh nữa. Xin chúc chị cùng với Kim Anh sẽ có một năm mới thật là nhiều những dự án thành công, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an và truyền được cảm hứng thật nhiều cho những bạn trẻ yêu chữ nghệ thuật này nữa. Và chắc chắn là một lời chúc cuối cùng dành cho những khán giả của thế hệ số ạ. Cảm ơn Trang và VTV6 đã dành cái chương trình ngày hôm nay để bên mình có thể tham gia và chia sẻ với nhiều người. Và hy vọng là sau cái chương trình này thì mọi người xem thì có thể là được truyền cảm hứng một phần nào đấy liên quan đến bộ môn viết chữ calligraphy và có thể là theo đuổi cái bộ môn này trong tương lai. Cảm ơn chương trình. Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn chị thật là nhiều và cảm ơn Kim Anh. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Bye.